Các bạn ơi, tôi muốn nói cho các bạn nghe sau đây, đó là một cái niềm vui, một cái tin vui. Vui ơi là vui. Tôi không biết diễn tả như thế nào bởi vì nó rất là vui. Đây là một cái tin mà theo tôi nó vui lắm. Thật sự ra thì đây là một cái tin vui. Và cái tin vui mà tôi muốn nói với các bạn là một cái tin vui. Thưa các bạn, sau đây tôi xin báo cho các bạn biết một tin vui là bài hát chúng ta sắp sửa nghe sau đây là bài Chúc Kỷ Niệm Buồn. Mời các bạn cùng nghe. Không có em, gió mưa về nghe thương nhớ thêm.